Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ đi vào chia sẻ cũng như là đập hộp một số cái sản phẩm ở đây. Thì hiện tại ở đây là mình có cái sản phẩm là đồng hồ Victor 890C+. Cái này thì nó sẽ rất phù hợp cho những anh em nào mà hay sửa xe hay làm điện tử, điện lạnh đều có thể dùng được. Và trên mắt các bạn nó sẽ là cái sản phẩm ở đây như mình có, nó sẽ là cái hộp Victor. Thì Victor thì hiện tại là bên mình đang có hai cái sản phẩm bán song song với nhau. Cái sản phẩm này bên mình nó đang có mã là VC890C+. Đó thì ở đây là anh em có thể nhìn thấy là VC890D này, Victor 89A và 89B. Thì bên mình chỉ bán cái hàng là 890C+ thôi nhá. Thì cái điều mà mình sẽ nói sau đây thì anh em cũng sẽ hiểu là cái đồng hồ 890D ấy thì nó giống y cái đồng hồ 890C+. Đó, thì anh em thể thấy là ở đây nó có con 890D và ở đây là sẽ là 890C+, về hình thức y như nhau. Đó, nhưng ở đây thì anh em có thể nhìn thấy luôn là ở đây nó có chữ CF. Thì những anh em nào làm điện lạnh này, làm điện tử này, hoặc là làm về sửa chữa xe máy thì đều cần cái thang là CF này. Thì anh em có thể là đo nhiệt độ, thì ở đây nó sẽ có nhiệt độ âm và nhiệt độ dương. Còn cái sản phẩm 890D này ở đây là nó sẽ thiếu vắng đi cái mục là đo nhiệt độ. Đó, thì lý do mình không bán 890D là vì thế. Thì nhiều khi là chúng ta sẽ làm những cái chiếc xe phun xăng điện tử ấy, thì chúng ta sẽ cần đo nhiệt độ, hoặc là những anh em nào làm điện tử ấy, thì sẽ phải đo nhiệt độ trên những cái vỉ bo mạch main, hoặc là những anh em nào làm điện lạnh thì cũng phải đo nhiệt độ. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi cái sản phẩm này ở đây. Thì trước khi đi vào xăm soi thì bên mình đây cũng sẽ có một cái mẫu này, nó vẫn là 890C+ anh em nhé. Thì nó khác năm thôi, nên là cái phần thiết kế bên ngoài bao bì hộp của nó sẽ là khác nhau. Còn về cơ bản nó sẽ là giống y như nhau. Thì mình sẽ để cái sản phẩm này ra đây. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi cái hộp của em nó. Thì ở trên bao bì thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ là Victor. Mã của sản phẩm là 890C+. Cái này là sẽ là sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Thì thương hiệu Victor này nó sẽ là nguồn gốc của nó sẽ là ở Nhật Bản, nó cũng như là những cái chiếc xe Honda Việt Nam ấy thì nguồn gốc nó sẽ là ở Nhật, bây giờ nó sản xuất tại Việt Nam. Thì Honda nó là Honda toàn cầu, Trung Quốc nó có Honda, thì ông Victor này nó cũng thế, nó sẽ là của Nhật nhưng mà bây giờ được sản xuất tại Trung Quốc. Đó, đây là bề ngoài cái mặt trước của cái sản phẩm. Ở cái mẫu này nó sẽ in hai cái sản phẩm là 890C và 890D. Đây bên trên cái phần bo mạch đó, cái này là chúng ta nhìn vào chúng ta thì biết là nó sẽ là chuyên về linh kiện điện tử. Rồi ở phần dưới này chúng ta sẽ có cái chữ Victor cộng với các cái mã của sản phẩm. Ở bên hông này toàn chữ tiếng Trung, nhìn chữ chết không biết là chữ gì. Rồi và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào khui hộp cái sản phẩm này. Cái khui hộp cái sản phẩm này thì bên trong nó sẽ có những gì? Ở bên trong cái hộp này chúng ta sẽ có một cái thân máy và nó sẽ có thêm một cái hộp này. Và bây giờ là mình xin phép là mình sẽ bỏ cái hộp này ra xem ở trong cái phần cái hộp này nó có những gì. Ở đây thì mình thấy có một cái quả pin hàng chính hãng có chữ Victor. Mã của quả pin này là 6F22, pin 9V. Thì cái pin này nó sẽ giống như những cái pin ở trong những cái bộ mic karaoke không dây ấy, thì anh em đi mua ở đâu nó cũng có. Thì nếu như cái quạt pin này của chúng ta dùng trong quá trình sử dụng nó bị hết pin thì chúng ta có thể là mua những quạt pin khác để thay thế. Và cái này mình sẽ để ra ngoài. Và tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái hộp này ra. Thì mở cái hộp này ra chắc chắn rồi, cái đồng hồ thì phải có que đo. Thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây đo gồm có hai màu, màu đen và màu đỏ. Đặc trưng cho đồng hồ đo thì nó phải có hai màu là đỏ đen rồi. Đó, thì anh em thể thấy là cái hàng chính hãng này nó được sản xuất rất là đẹp này. Nhìn những cái que đo này khá là chỉnh chu, đẹp, sắc nét. Trên thân có chữ Victor. Cái que đo này có thể chịu được cái điện áp là 10.000V và 20A. Đó, thì anh em là đo điện cao áp thì không sợ là điện nó phóng qua cái que đo này dẫn đến là giật. Rồi cái dây khá là dài. Và cái đầu để cắm vào đồng hồ ở đây thì nó sẽ bịt cho chúng ta ở đây để đỡ bị bụi nó vào trong này. Đó, thiết kế cực kỳ là đẹp, bắt mắt. Rồi thì mình sẽ để cái này sang một bên. Và tiếp theo, cái điều mà đồng hồ 890D nó sẽ không có chính là cái dây này. Cái dây này là sẽ là để mục đích là đo nhiệt độ.
Thì ở đây anh em có thể thấy là nó sẽ cho mình một cái cáp, nó sẽ có đầu đỏ và đầu đen, một cái đoạn cáp dây khá là dài và đầu này nó sẽ được hàn vào nhau. Thì cái này nó sẽ là để đo nhiệt độ cái chỗ nào mình cần đo, ví dụ như là chúng ta muốn đo nhiệt độ ở cái điểm nào đó thì chúng ta sẽ dí cái đầu của cái cáp này vào cái điểm chúng ta cần đo thì nó sẽ cho nhiệt độ lên. Rồi thì mình sẽ để cái đựng bao bì của cái dây sang một bên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái nhân vật chính của chúng ta ở đây. Đó, thì cái này là mình bóc cái túi ni lông để mình test trước khi mình gửi cho anh em. Và ở trong này nó sẽ có thêm một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng về các cái sản phẩm của nó, thì nó sẽ gồm là những cái mã đồng hồ đây, có cả ampere, kim đo ampere đây anh em. Thì cái này nó toàn bằng tiếng nước ngoài thôi, chúng ta nhìn chúng ta không hiểu đâu. Thì thường là anh em khi mà sử dụng những cái đồng hồ cơ thì nó sẽ tương tự như cái đồng hồ này thôi. Đó, về cái đồng hồ này mình thấy cái độ sai số nó cực kỳ là thấp, vì cái đồng hồ này bên mình đang sử dụng là năm nay là năm thứ 7 rồi, thì khá là ok, rất là bền, ngon, bổ rẻ. Rồi, cái này là mình sẽ để sang một bên. Và đây trước mặt các bạn nó sẽ là hình ảnh thực tế của cái sản phẩm này. Nó là 890C+, thì anh em thì thấy là chữ 890C+ ấy, nó sẽ được phủ một cái lớp ống ánh rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt. Đó, và cái sản phẩm của chúng ta hình thức bên ngoài nó sẽ là như thế này. Đồng hồ này nó sẽ có cái chức năng là khi mà chúng ta đo về đêm, chúng ta có thể bật đèn lên được. Thì đây là nó sẽ có một cái phần ni lông để nó bảo vệ cái phần này. Thì cái này về chúng ta có thể lột ra. Đây, cái chỗ này nó đang bị bong. Đó, phần ni lông này, lột ra được mà. Đó, nó là hàng mới nên là mình sẽ không lột. Thì trước mắt của chúng ta đây thì chúng ta sẽ nhìn đến một cái ô thang có rất nhiều các cái ký tự và các cái thang đo khác nhau. Thì có nhiều anh em có gọi điện cho bên mình và hỏi bên mình là có những cái đồng hồ mà nó chỉ dùng một vài thang để nó đo chung hay không. Thì theo như mình là mình không nên, bởi vì là mình làm lâu năm này là mình sẽ có nhận định về những cái đồng hồ mà có cái thang đo chung như thế thì cái độ dung sai nó cực là lớn. Đó, thì nếu như anh em làm những cái vật chi tiết như những cái bộ PGM-MI, những cái ampere, những cái đo trở của nó thì cái độ dung sai của nó cực kỳ là thấp. Nếu như cái đồng hồ các bạn mà có độ dung sai đo lớn ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả đo của các bạn, sẽ là nhận định sai về cái kết quả đó. Từ đó thì bạn sẽ khó có thể là chuẩn đoán được cái căn bệnh trên những cái chiếc xe đó. Và cũng như là những anh em mà sửa đồ linh kiện điện tử, nếu như cái giá trị đo mà cái độ sụt sai nó nhiều ấy, thì anh em sẽ vất vả trong cái việc là công việc là làm hàng ngày của chúng ta. Đó, thì bây giờ là mình xin phép mình chia sẻ luôn là nếu như anh em đo cái điện bình ắc quy, nó là điện áp một chiều, nó sẽ có ký hiệu là V và có ba dấu chấm, và điện xoay chiều là V và có dấu ngã ở đây. Ví dụ như anh em đo ở ví dụ anh em làm điện tử đi, thì anh em thường là hay đo những cái thang nhỏ như thế này, nó sẽ là thang 200mA hoặc là 2V thì nó sẽ có cái độ dung sai khác. Còn nếu như anh em đo những cái thang mà 20V này thì nó sẽ có độ dung sai khác. Thì thường anh em ở đây là hay sử dụng cái đồng hồ mà nó sẽ dùng chung một cái thang đo. Ví dụ là anh em chỉ cần đo điện xoay chiều thì anh em xoay về đằng này, không cần biết nó nằm ở cái thang nào cả. Thì nếu như thế là khi anh em đo thì nó sẽ cho một cái dung sai khá là lớn. Hoặc là anh em đo điện một chiều thì anh em chỉ cần vặn như này, anh em không cần biết nó ở cái thang nào, vì nó có thể là đo từ bé đến lớn. Thì như thế là nó sẽ cho cái kết quả là không được chính xác. Thì khi mình sử dụng cái đồng hồ mà nó chia ra từng thang như này thì nó sẽ có cái độ dung sai cực kỳ là thấp. Đường điện nào nó sẽ tương ứng như sao? Ví dụ như anh em đo ở cái bình ắc quy là 12V thì anh em để cái thang 20V này thì nó sẽ ra là chi tiết. Còn nếu như anh em mà để cái thang 1000V này, anh em vẫn cứ đo được nhưng cái độ chi tiết của nó sẽ là khác đi. Đó, thì cái này thì anh em nào đã làm thợ lâu năm rồi thì anh em có thể hiểu được. Và trên cái sản phẩm này là mình thấy là nó có cái sự hoàn thiện gia cố rất là chắc chắn, đẹp. Đó, bề mặt in chữ nghĩa sắc nét rất là đẹp. Đây là hàng xịn chính hãng anh em nhé. Từ những cái chữ nhỏ xíu ở đây là nó được in rất là sắc nét. Về cái hàng xịn chính hãng này thì anh em thì thấy là ở đây nó sẽ là thân sần, còn hàng nhái thì thường nó sẽ là thân bóng. Và cái phần chữ nghĩa của nó, cái phông chữ này nó sẽ in khác với lại cái phần chính hãng ở đây.
Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp theo là sẽ quay ra mặt sau. Mặt sau ở đây thì anh em thì thấy là nó sẽ có mấy cao su để chúng ta treo lên chỗ nào chúng ta cần làm. Ví dụ là làm sợ nó rơi chúng ta có thể treo lên, thì anh em thì thấy là đằng sau này sẽ có các cái thông số. Người ta sẽ ghi các cái thông tin ở đây. Có chữ warning, cảnh báo đó. Và chúng ta có thể là nhấc cái này lên để chúng ta để cái máy của chúng ta. Thì bên dưới cái lớp này chúng ta sẽ thấy cái số seri của cái sản phẩm này. Đó, số seri của cái sản phẩm này. Ví dụ như khi chúng ta đo chúng ta có thể để như thế này. Thì chúng ta sẽ tiện cho cái góc nhìn của chúng ta hơn. Nếu như chúng ta không rảnh tay cầm cái đồng hồ này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần cái con ốc để chúng ta tháo ra để lắp pin vào. Thì bây giờ là mình sẽ lắp pin vào cho anh em coi nhé. Và chúng ta muốn cho cái máy này nó hoạt động được ấy, thì chúng ta sẽ phải mở cái phần lắp pin ở đây ra. Thì ở trong này chúng ta sẽ nhìn thấy cái máy, ở trong nó sẽ có cái phần men xanh này. Thì những cái máy mà men xanh như này nó sẽ có chất lượng hoàn thiện tốt hơn là những cái máy có màu men khác anh em nhé. Và đây là sẽ là cái quạt pin của chúng ta, nó sẽ có hai cọc chiều cúc áo ở đây. Thì tương ứng như thế thì chúng ta sẽ phải đính nó vào cái phần của cái nguồn của cái đồng hồ của chúng ta ở đây. Và cái phần chiều của nó sẽ là tương ứng như thế này. Một bên to, một bên nhỏ thì chúng ta sẽ cố định nó vào phần ở đây. Và lắp xong rồi chúng ta sẽ thả vào trong này như thế này. Thế thôi. Và chúng ta sẽ đậy lại và lắp pin vào. Đó, nó đã lên rồi. Khi chúng ta bật các thang này là nó sẽ có tiếng kêu tít tít. Đó. Anh em thì thấy là cái tiếng cá nó nảy rất là tốt này. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt đi để mình vặn cái con ốc đằng sau này vào đấy nhé. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi và tiến hành đo đạc. Thì ở đây là mình sẽ chỉ lấy mẫu của một cái bình ắc quy ra đây để mình sẽ làm cái công tác đo kiểm cho anh em coi. Thì anh em có thể nắm được là ở đây nó sẽ có là bốn cái lỗ, nó sẽ có ba cái lỗ đỏ và một cái lỗ màu đen cổng com. Thì chúng ta sẽ kết nối cái chân màu đen của cái dây đo vào cái cổng com ở đây. Đó. Và tương tự như thế trên cái dây đỏ thì chúng ta sẽ kết nối vào cái chân đỏ ở bên này. Còn hai chân bên này thì anh em thấy có ký hiệu là 20A và miliampere thì chúng ta chỉ có đo ampere thôi. Đó. Và bây giờ là chúng ta sẽ kiểm tra xem cái dây này nó có thông hay không, nó có kết nối được với cái đồng hồ này chuẩn hay chưa, thì chúng ta có thể là xoay sang cái thang mà đo thông mạch ở đây. Thì cái đồng hồ này nếu như chúng ta quay nhanh thì nó sẽ không kêu nhé, quay chậm thì nó sẽ kêu. Và bây giờ là mình đó, thì anh em thì thấy là nó đã thông rồi, chứng tỏ là cái dây này đã tiếp xúc vào cái đồng hồ này tốt rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đo cho anh em thấy là cái đồng hồ này nó sẽ hơn những cái đồng hồ mà có một thang là nó sẽ là như thế nào. Thì bây giờ là mình sẽ đi và tiến hành đo cho anh em cái bình ắc quy ở đây. Hiện tại là cái bình ắc quy này của mình là bình ắc quy mới. Và bây giờ là mình xin phép mình chia sẻ với các anh em là ví dụ là mình sẽ để thang đo là điện một chiều, vì cái bình ắc quy này nó sẽ là điện một chiều. Và bây giờ là mình sẽ để cái thang 1000V này cho anh em coi xem là nó sẽ hiển thị như thế nào. Và chúng ta sẽ phải phân biệt là que âm que dương, là que màu đỏ sẽ vào dương và que màu đen sẽ vào âm. Đó, thì ở đây nó chỉ báo là có 12V thôi đúng không ạ? Như thế này thì chúng ta sẽ không nắm được cái bình, nếu như những cái kết quả đo mà chúng ta cần cái độ chính xác là chúng ta chỉ biết chung chung là 12V thôi. Về cái đồng hồ này thì nhiều anh em là có hỏi là đo ngược nó có làm sao không, thì bây giờ là mình sẽ đo ngược luôn. Đo ngược nó không ảnh hưởng gì anh em nhé. Đó, nó sẽ hiện cái giá trị âm lên. Còn khi chúng ta đo đúng thì cái chữ DC kia bên dưới chữ DC nó sẽ không có hiện cái giá trị âm. Đó. Và bây giờ là chúng ta sẽ đo ở cái thang 200 nó sẽ hiển thị như thế nào. Đó, thang 200 thì nó sẽ ra là 12,8 anh em nhé. Đó, xấp xỉ 13V luôn. Thì ở cái thang 1000 này nó sẽ làm tròn. Đó, cái độ rung sai của nó khá là lớn. Và bây giờ là mình sẽ để cái thang 20V ở đây. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ hiển thị như thế nào. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó báo là 12,88. Đây là mình đo ngược mất rồi. Đó, 12,88 luôn anh em nhé. Đó, thì các cái thang mà có cái giá trị đo khác nhau thì nó sẽ cho cái kết quả bám sát hơn vào cái công việc đo kiểm của các bạn. Ví dụ là cái bình của các bạn là nó chỉ có khoảng 12V thì chúng ta sẽ để ở thang 20V. Đó, thì nếu như cái đồng hồ của các bạn ấy nó chỉ có một thang là đo chung, nó là thang 1000V, thường là những cái thang đo chung nó sẽ để ngưỡng 1000V, thì để anh em có thể đo những cái hàng trăm vôn nó không bị cháy. Đó.
thì nếu như thế thì nó sẽ cho cái sai số rất là cao. Còn cái đồng hồ này là nó sẽ cho từng thang một, cho nên là cái độ sai số nó cực kỳ là thấp. Rồi thì bây giờ là mình sẽ để luôn ở cái thang 2V này. Có nhiều anh em hỏi là nếu như đo ở cái thang 2V này nó có bị làm sai không, thì bây giờ mình sẽ tiến hành luôn. Đó, nó sẽ hiện chữ O này lên. Đó, thì cái đồng hồ của chúng ta đã ngắt rồi. Đó, nó sẽ hiện chữ O như này lên. Đó, thì nó bảo vệ cho cái đồng hồ của chúng ta. Và bây giờ là mình sẽ để cái thang 20 để xem là quay lại là nó sẽ báo như nào. Đó, 12,88. Đó, cái đồng hồ này nó sẽ có cái phần tự ngắt này. Chúng ta đo ngược, đo xuôi, không cần biết, vẫn cứ ok, nó không bị cháy. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào tiến hành đo thêm một cái nữa mà những cái đồng hồ dòng khác không bao giờ có, nó là cái gì. Và bây giờ là mình sẽ quay sang cái thang mà có chữ CF ở đây. Đó, thì anh em có thể thấy là nó sẽ hiện cái chữ độ C ở đây, đúng rồi đúng không ạ? Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ phải rút cái phần dây này ra. Rồi, mình sẽ kết nối cái dây này. Bây giờ đạo cụ của chúng ta sẽ có thêm là một cái chén đựng đá ăn và một cái bật lửa để làm gì? Là để đo nhiệt độ. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái que âm và que dương của chúng ta ở đây. Nhiệt độ của mình hiện tại ở đây đang là rơi vào tầm khoảng 25-26 độ C. Thời tiết cũng khá là lạnh. Đó, thì đây là cái que đo của chúng ta ở đây. Thì bây giờ là mình sẽ thử đo nhiệt độ của cái bật lửa này, nó sẽ vào cái dây này xem là ở cái mức là bao nhiêu độ C. Nó đang lên này. Hiện tại thì là cái bật lửa này nó đưa vào cái đồng hồ này của mình ngưỡng là khoảng 1000 độ C. Rồi. Đó, nó ở ngưỡng 1000 độ C. Và bây giờ là chúng ta có thể là đo kiểm xem là cái viên đá ăn này nó sẽ ở cái ngưỡng là bao nhiêu độ C. Thường là viên đá nó sẽ đóng đá ở trong tủ lạnh của chúng ta nó rơi vào tầm khoảng từ 0 độ C. Và bây giờ là mình sẽ dí vào đây. Đó, thì anh em thì thấy là cái đồng hồ này nó báo cực kỳ là chuẩn, nó về không luôn. Nếu như cái viên đá này mà nó đủ lạnh ấy, mình bỏ ra cũng khá là lâu rồi. Từ nãy đến giờ thì nó về 0 độ C, còn nếu như mà vừa bỏ trong tủ lạnh ra nó sẽ xuống đến dưới 0 độ C, có nghĩa là nó là giá trị âm. Thì thường đá nó sẽ đóng đá ở cái mức là 0 độ C. Đó, thì anh em thì thấy là cái máy đo này nó sẽ đưa ra cái kết quả cực kỳ là chính xác. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ bỏ ra ngoài để sau một xíu thì nó sẽ hiện cái mức nhiệt độ, cái giá trị thực của chúng ta khi mà trong cái bầu không khí của chúng ta ở đây. Thì cái này nó có thể nó sẽ nhảy lên nhảy xuống phụ thuộc vào cái mức độ gọi là nhiệt độ bên ngoài môi trường. Rồi, để mình cầm tay vào. Cái này có khả năng là nếu mà ốm cặp vào có thể đo được nhiệt độ đấy anh em. Cái này là chỉ là vui thôi nhá. Bởi vì cái này nó cũng đo nhiệt độ, nó cũng tương ứng như kiểu là cái độ kế của chúng ta này. Rồi thì cái video này mình đã chia sẻ hoàn thành video này về cái sản phẩm Victor 890C cộng. Nếu như anh em có nhu cầu hãy liên hệ với mình trực tiếp theo cái số điện thoại mình để góc màn hình nhé. Nơi bên mình sẽ ship hàng cho anh em, nhận hàng và thanh toán kiểm tra đúng hàng thì anh em thanh toán, còn nếu như không đúng cái hàng mã là 890C cộng như này thì anh em giả lại, hoàn toàn không mất phí vận chuyển. Đó thì bên mình cam kết và bảo hành cho anh em là 6 tháng một đổi một trong vòng 6 tháng, bảo hành 1 năm và cam kết nó là hàng xịn chính hãng. Nếu như anh em nào phát hiện cái hàng này nó không phải là hàng xịn chính hãng thì bên mình sẽ bồi thường gấp đôi, thậm chí là gấp 3 cái giá trị của cái sản phẩm này trong cái lúc anh em mua. Thì giá trị cái sản phẩm này nó có thể là lúc lên lúc xuống thì bên mình sẽ không báo giá trực tiếp ở trên video này. Thì anh em là có nhu cầu hãy liên hệ với mình theo số điện thoại mình để góc màn hình nhé. Thì nó là hàng xịn chính hãng. Đó. Rồi xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Kim Tuân. Hẹn anh em ở video clip sau.